tốn thời gian đặt bữa giờ nè. Và bây giờ chúng ta sẽ qua cái bài đầu tiên của chương trình lớp 11, đó là phương trình lượng giác cơ bản. Thì phương trình lượng giác cơ bản của chúng ta chính là chúng ta sẽ nghiên cứu vào bốn cái hàm số mà hồi năm lớp 10 mình học và các công thức liên quan tới những hàm, đó là sin, đó là cos, đó là tan và cuối cùng là cotan. Thì chúng ta sẽ nghiên cứu bốn phương trình cơ bản cho bốn loại công thức, đó là sin, cos, tan và cotan. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào công thức đầu tiên. Đó là công thức của phương trình sin. Thì phương trình sin thì thầy ký hiệu đơn giản là sin của fx bằng sin của gx. Như vậy chúng ta nghe thật kỹ để mà khi chúng ta làm bài tập nó không bị vướng hoặc là sai các kết quả và công thức như sau. Thì thứ nhất muốn ráp công thức, đây là công thức ráp nha. Công thức ráp, tụi con nhớ thầy là công thức ráp. Mình ráp ra kết quả như thế nào ha. Thứ nhất phải thỏa mãn là hai bên đều có chữ sin. Nhớ cho kỹ nha, thầy nói rất là chậm nè. Hai bên phải thỏa mãn có chữ sin. Cái thứ hai, trước chữ sin là không có cái gì hết. Có nghĩa là mang dấu cộng đó tụi con, có nghĩa là dương đó. Trước chữ sin có nghĩa là mang dấu cộng, có nghĩa là dương. Và ở phía trong chữ sin được gọi là đơn vị góc nha tụi con. Ở phía trong chữ sin gọi là góc. Hồi năm lớp 10 tụi con học là x. Tụi con học có thể là x cộng pi chia 3 hoặc là số cụ thể là pi chia 4, pi chia 6 vân vân. Nhưng mà lên lớp 11 á, của thầy là một hàm fx. Như vậy đa số năm lớp 11 tụi con học là fx hoặc gx. Nó sẽ có dạng là một cái biểu thức bậc nhất, một cái hàm số bậc nhất. Có nghĩa là gì? Ví dụ nè, ví dụ có thể là 2x cộng pi chia 4 hoặc có thể là pi chia 6 trừ 3x. Có nghĩa là nó là một cái dạng bậc nhất ax cộng b nha tụi con. Ax cộng b bậc nhất có nghĩa là x sẽ mang mũ 1. X sẽ mũ 1. Trước x được gọi là hệ số a và sau x được gọi là hệ số b. Như vậy hệ số b trong lượng giác của mình đa số là đơn vị góc radian. Tụi con thấy không? Radian là pi chia 4 với pi chia 6. Ok không nè? Như vậy bây giờ chúng ta lưu ý như thầy. Thầy dạy rất kỹ cái phương trình sin. Thì lát cái phương trình cos, phương trình tan và phương trình cotan thì nó tương tự như vậy. Nhưng mà chúng ta để cho thầy sin mà bằng sin. Thì trước sin không có gì hết. Có nghĩa là hai chữ sin phải xuất hiện chính giữa là dấu bằng. Chính giữa là dấu bằng. Và ở phía trong chữ sin hai bên có thể là một hàm số bậc nhất fx hoặc gx. Thì công thức ráp như sau. Hàng nào đứng trước, sin fx đứng trước thì fx sẽ có hai trường hợp. Fx đứng trước nên fx sẽ có hai trường hợp. Ở phía sau là gx thì gx cũng có hai trường hợp. Và đuôi luôn luôn giống nhau cho thầy là k2b. Cái này mình học thuộc lòng. K2b. Và tụi con lưu ý thầy một điều nữa. Đó là gì? Sin. Mình có công thức năm lớp 10 là sin bù. Sin bù. Bù là sao? Bù là một góc fx. Thì góc còn lại sẽ là bi trừ fx. Hai góc bù nhau là hai góc có tổng là bằng pi hay đơn vị là 180. Có thể là pi là radian hoặc là con đổi thành đơn vị độ là 180 nha tụi con. Như vậy hai góc bù nhau là hai góc có dạng là fx và pi trừ fx. Như vậy tụi con sẽ thấy bây giờ ở phía sau của mình chính là nghiệm bù. Ở phía sau của mình là nghiệm bù. Vậy nghiệm bù của mình là gx giữ nguyên. Như vậy dòng đầu là dòng viết lại y chang. Và đu là K2B. Dòng sau là dòng, chúng ta lưu ý thêm như thầy, do B trừ GX cộng K2B. Như vậy đây chính là công thức nghiệm của phương trình sin. Và để thỏa mãn ráp được công thức nghiệm thì nó phải thỏa mãn những điều kiện ban đầu thầy đã dặn dò chúng ta trước. Đó là sin bằng sin. Trước sin không có dấu gì hết, có nghĩa là dấu dương. Và ở phía trong là phải có hai hàm FX và GX. Khi đó công thức ráp cho phương trình sin của chúng ta là FX bằng GX cộng K2B. Và fx bằng bi trừ. Bi trừ, chúng ta nhớ tại sao ta ghi phóng dạng màu vàng là bi trừ, để cho con nhớ ấn tượng là bi trừ gx cộng k2b. Rồi chúng ta tiếp bài.
Rồi, alo, tụi con có hiểu bài không con? Alo. Ai cảm thấy mà thầy dạy có nhanh không? Alo. Ok, như vậy là thầy dạy với tốc độ như thế này. Yên tâm, mấy bạn mày bị giăng cô đừng có lo, tại thầy đang thâu lại video thầy giảng hết. Do đó là thầy sẽ up lên trên YouTube rồi thầy chuyển vô group mình, tụi con coi lại không sao hết. Chỗ nào mình giăng, chỗ nào mình có, chỗ đó mình coi lại nha. Yên tâm chỗ này. Tại vì bây giờ thầy dạy mà thầy cứ theo tụi con là bạn nào giăng, bạn kia không giăng. Rồi ngồi thì chờ cuối cùng thức dậy mình không có hiệu quả gì hết. Nên là vì thầy theo sĩ số đông, nên thầy chỉ dạy. Thầy chỉ hỏi tụi con là như thế nào để mà thầy biết cách thầy điều chỉnh lại cái cấp độ thầy dạy đó cho nó phù hợp với cái trình độ của tụi con. Do đó thầy sẽ hỏi, còn cái việc mà tụi con dăng ra hay dăng vô thì tụi con nhắn tin riêng cho thầy, còn lúc nào thầy cũng có video để thầy gửi lại cho tụi con coi. Được không nè? Chứ một mình thầy mà sao đáp ứng được hết 44 đứa tụi con được. Rồi, tụi con xong chưa nè các bạn ơi? Alo. Rồi xong rồi ha. Rồi. Thầy giảng theo tốc độ của thầy, mà bạn nào cảm thấy khó chịu thì cứ la lên để thầy điều chỉnh. Còn tụi con im mà thầy nghĩ tụi con cứ bình thường. Ok nha. Đó là thống nhất của thầy với cả lớp mình đó. Rồi, lưu ý với thầy, K là một số nguyên. Rồi, bổ sung cho thầy, K là một số nguyên. Thầy sẽ cho tụi con thấy được là bài tập này mình lúc nào mình quan trọng đến chữ K, lúc nào mình không quan trọng đến chữ K. Tại vì đôi lúc mình giải đề kiểm tra trong trường mình đó, thì chữ K nó không quan trọng. Nhưng mà sau này tụi con lớn lên lớp 12, tụi con thi đại học thì cái chữ K lúc này rất là quan trọng, và đâm ra tụi con không có được hiểu bài thì tụi con sẽ làm bài tập nó hơi khó. Rồi, bây giờ chúng ta tới ví dụ ha. Ví dụ. Thầy cho ví dụ tụi con ha. Rồi. Thầy chỉ có một đặc điểm là thầy tính nhanh, chứ thầy không có giải nhanh nha. Nên cái việc mà tụi con thấy thầy tính cái toán bằng tính nhẩm á, thì tụi con cứ bình tĩnh, cứ lắng nghe, học được theo thầy cách tính nhẩm thì càng tốt. Không thì cứ bình tĩnh lấy máy tính ra mà bấm theo ý của mình. Miễn làm sao cái nội dung kiến thức cốt lõi tụi con nắm vững là được rồi. Còn cái việc tính nhanh, thầy mục đích của thầy là muốn cho cái bài giảng của mình nó khỏi mất thời gian để thầy tính nhanh. Nên tụi con đừng có hiểu lầm là thầy tính nhanh đâm ra là tụi con sẽ nói thầy dạy nhanh, mà đâm ra là như con áp lực và con khó hiểu. Đó, thầy thống nhất trước cho lớp mình, tại vì lớp mình là những bạn hoàn toàn mới đối với thầy. Thầy cũng chẳng quen ai, thầy cũng chẳng biết ai. Nên thầy nói trước cho chúng ta có sự thống nhất. Và thống nhất rồi thì chúng ta học với nhau nó mới dễ. Rồi, bây giờ thầy cho ví dụ sin của 2x cộng pi chia 4 bằng sin của pi chia 2 trừ x. Rồi, như vậy tụi con thấy, nhìn vào chúng ta thấy nó đúng y dạng thầy nói rồi, là sin đứng trước chữ sin sin hai chữ sin không có dấu gì phía trước và chính giữa dấu bằng, ở một bên là fx một bên là gx, vậy thằng nào đứng trước thì cho nằm trước, thấy không? Thằng nào đứng trước thì cho nằm trước, thằng nào đứng sau thì cho nằm sau. Nhưng lưu ý đầu tiên thì viết lại y chang, đuôi luôn luôn là k2 pi, đuôi luôn luôn là k2 pi, nhưng mà thằng ở dưới là lưu ý có dấu trừ và pi trừ. Rồi cả lớp hiểu không? Pi trừ. Bây giờ thầy làm tắt một chút xíu các bạn lắng nghe. Tại vì khi thầy mở ngoặc có dấu trừ thì thầy phải đổi dấu được con. Là trừ pi chia 2 cộng x. Rồi tới đây cả lớp hiểu hay không hiểu nè, để thầy qua nè. Rồi có ai hỏi gì không? Không hỏi thầy qua nha, vì tất cả đều hiểu đúng không? Alo, lần thứ nhất. Lần thứ hai. Lần thứ ba. Rồi không, ok hết rồi, thầy tiếp tục nha. Rồi, bây giờ tới cuối cùng là nhiệm vụ của mình là nhiệm vụ rút gọn thôi. Nhưng mà rút gọn tụi con đã học ngay từ lớp 6, lớp 7 rồi. Bây giờ thầy chỉ chỉ tụi con cách rút gọn thôi. Đơn vị của mình là chữ x, mình muốn tính là tính chữ x. Do đó mình sẽ chuyển vế tất cả chữ x về vế trái, còn lại góc mình chuyển về vế phải, rồi mình tính toán bấm máy tính rút gọn. Còn bây giờ thầy tính tụi con coi nha. Trừ x chuyển vế qua này là 3x. Đúng không? 3x, thầy viết 3x. Pi chia 4 thì chuyển vế qua bên này là trừ pi chia 4. Rồi, chỗ này tự bấm máy tính giùm thầy nha, thầy tính nhanh nè. Pi chia 2 trừ pi chia 4. Một nửa mà trừ 1 phần 4 thì ra 1 phần 4. Đó, rồi ra pi chia 4. Đó là kinh nghiệm tính của thầy nha. Chỗ này x chuyển qua là thành 2x trừ x là còn x. Pi chia, pi trừ pi chia 2.
pi trừ pi chia 2 sẽ là 1, 1 mà trừ cho 1 nửa thì ra 1 nửa. 1 nửa mà trừ 1 phần 4 thì ra 1 phần 4. Bấm máy tính giùm thầy ha. Cộng K2pi. Rồi, ở cái phương trình trên thầy chưa rút gọn được chữ x nên thầy phải chia cho 3. Chia cho 3 là hai đứa đều chia hết, đều chia cho 3. Pi chia 4 mà chia cho 3 nữa là pi chia 12. Còn K2pi chia 3 thì giữ nguyên là K2pi chia 3. Và ở dưới là x bằng pi chia 4 cộng K2pi. Rồi, xong, kết thúc bài toán và chúng ta đã được điểm bài này. Rồi, cả lớp hiểu cách tính của thầy không? Có hiểu cách làm bài này chưa? Lần thứ nhất. Lần thứ hai. Lần thứ ba. Rồi, ok, cả lớp rất là tốt. Rồi, chép bài cho tụi con vào. Nên thầy nói toán lớp 11 dễ lấy điểm lắm. Rất là đơn giản, không có rườm rà, không có mà phức tạp như lớp 10. Toán 11 mặc dù chương trình mới, nó rất là nhiều kiến thức nhưng mà cách hiểu bài nó gọn gàng lắm, nó không lượm thượm đâu. Nên tụi con cố gắng nghe những cái gì mà ngay từ đầu tiên, thầy không có dạy giống như người ta đâu. Thầy dạy rất là kỹ cái lý thuyết, chứ thầy không dạy bài tập nhiều đâu. Thầy dạy kỹ lý thuyết và từ lý thuyết thầy dạy kỹ đó, thầy sẽ cho tụi con những ví dụ mẫu mà để minh họa những cái gì thầy nhắc nhở để tụi con nhớ lâu nhớ kỹ và tụi con nói chung là thầy sẽ bao đề cho mấy đứa tất cả các dạng mà không sót một dạng nào để khi mình làm bài thì mình sẽ có kinh nghiệm hơn và mình sẽ rút nhiều ra cái kết quả mà mình làm không bao giờ bị lẫn lộn được và mình sẽ rạch ròi để từng dạng. Rồi xong chưa thầy qua nha. Rồi đó là dạng thứ nhất, người ta cho sẵn một bên là fx một bên là gx. Bây giờ tới dạng bài tập thứ hai. Dạng bài tập thứ hai tụi con coi nha. A sin fx cộng b bằng 0. Rồi nó tới một cái dạng là một dạng gọi là dạng phương trình bậc nhất đó tụi con. Dạng này người ta gọi là phương trình bậc nhất. Rồi. Đối với một hàm lượng giá thì mình xử lý như thế nào ha, mình xử lý như thế nào. Rồi tụi con coi thầy chỉ cho chúng ta có cách làm ha. Như vậy mục đích của thầy là thầy sẽ coi thế này như chữ x, tụi con coi như chữ x gì á. Như vậy thầy rút ra là sin của fx chuyển vế qua sẽ bằng trừ b chia a. Rồi cả lớp hiểu không nè? Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Rồi tất cả đều rất là tốt, như vậy hiểu hết đúng không nè. Và ở chỗ này mình sẽ làm một động tác để chuyển về chữ sin của một cái góc alpha nào đó thì mình phải bấm máy tính cho thầy shift sin của cái số mình mới giải ra là trừ b chia a, nó sẽ cho ra chúng ta kết quả là góc alpha và chúng ta ráp vào sin fx bằng sin alpha. Như vậy bây giờ chữ gx thầy thế bằng chữ alpha và thầy ráp công thức đúng như nãy giờ thầy dạy tụi con. Bây giờ thầy có một ví dụ mẫu cho cả lớp nha. 2 sin x cộng b chia 6 trừ cộng đi, cộng căn 2 bằng 0. À cộng căn 2 bằng 0. Thì bây giờ thầy sẽ giải như sau. Sin của x cộng b chia 6 bằng chuyển vế trừ căn 2 chia 2 và thầy thực hiện bấm máy tính shift sin của trừ căn 2 chia 2. Lưu ý máy tính phải để chế độ radian. À máy tính phải chuyển thành chế độ radian cho thầy nha. Đừng có để chế độ độ, để chế độ độ thì nó sẽ ra kết quả là ra độ chứ không phải radian, mình đang giải radian. Vậy cả lớp bấm máy tính và thầy tính nhẩm nha. Kết quả nó sẽ ra là sin của trừ pi chia 4. Đúng không các bạn ơi? Alo? Dạ đúng. À, đúng. Như vậy tụi con thấy, tụi con rất là dễ sai. Alo, tôi nghe Thành ơi. Rồi, ok, cảm ơn ông. Rồi, lớp tôi đủ đó, ông nghỉ đi.
Lớp tôi đủ rồi đó. Không, không. Lớp tôi đủ rồi, lớp tôi đủ rồi. Không, ông đi ăn cơm đi, cứ nghỉ ngồi, cứ nghỉ ngồi nghe tôi dạy luôn không? Ok, cảm ơn ông. Chào ông nha. Rồi, bây giờ tụi con nhìn nghe thầy nói nè. Cái mà thầy dạy ở trường mình á, thầy có một kinh nghiệm như thế này, tụi con rất là nhiều đứa sai cái này. Tụi con viết vô triệu bố không à. Tụi con bấm máy tính làm sao tụi con viết lại y chang vậy là tụi con sai. Không có đúng. Mà tụi con nhớ cho thầy nè, hiện tại mình đây là chữ gì? Chữ sin. Thì lập tức thầy chỉ tụi con nghe nè. Khi bấm máy tính á, thì tụi con phải viết chữ sin trước cho thầy để tụi con khỏi quên. Tại vì tụi con ghi gốc không mà là con bị sai, gặp thầy, thầy chấm thầy không cho điểm đâu. Đó, nhưng mà tụi con lưu ý là nhớ cho thầy sin phải bằng sin. Tại sao thầy nói rất là kỹ, muốn ráp được công thức thì phải sin bằng sin. Do đó mình thiếu chữ sin thì mình ghi chữ sin. Còn cái alpha của mình là nhờ cái kỹ thuật bấm máy tính nó cho mình kết quả. Còn các bạn nào giỏi thì các bạn sẽ tính nhẩm, đúng không nè? Còn thầy, thầy nhớ luôn, thầy tính luôn kết quả là trừ pi chia 4. Nếu bạn nào giỏi lát thầy sẽ chỉ tụi con học tư duy như thầy. Thầy sẽ chỉ cách tư duy để nhớ kết quả. Còn bạn nào mà cảm thấy mình không đủ khả năng thì mình bấm máy tính giùm thầy ha. Thầy luôn luôn dạy ở lớp mình hai mức độ. Bạn nào giỏi thì đẩy lên đỉnh luôn. Còn bạn nào ở mức trung bình hay là mức yếu gì thầy cũng đảm bảo cho con đạt được đi thi giữa kỳ hoặc cuối kỳ là trên trên 5 trên 6 điểm tùy tụi con nỗ lực thôi. Nhưng mà ít nhất cũng được 5 điểm. Rồi, như vậy tụi con sẽ thấy ráp công thức xuống là gì? X cộng B chia 6, thằng nào đứng trước thì cho đứng trước hết. Sau đó mình làm đúng. Mình bây giờ mình không có kiến thức thì mình làm theo kỹ thuật à, mình cần kỹ thuật nó sẽ nhớ và nó sẽ làm bài đảm bảo điểm cao. Trừ pi chia 4, đuôi cố định sin là k2pi, còn ở dưới này là phải đổi dấu là pi trừ trừ dưới trừ thành cộng đó, thấy chưa? Nhớ trừ dưới trừ thành cộng, trừ dưới trừ thành cộng, đổi dấu nhớ. Rồi còn việc cuối cùng là tụi con bấm máy tính thôi, khỏi cần phải nghe thầy nữa cũng được à, khỏi cần nghe thầy luôn, bấm máy tính cho nó nhanh đi, chuyển kế qua. Tụi con thầy chỉ nè, tụi con đừng bấm chữ bi, nó tốn thời gian lắm. Hiển nhiên đáp án sẽ có chữ bi, tụi con chỉ bấm cái phân số thôi. Có hiểu ý thầy nói không mấy đứa? Tụi con đừng bấm máy tính chữ bi, bấm máy tính chữ bi tụi con tốn thêm thao tác thì tụi con sẽ tốn thời gian. Có hiểu không tụi con? Tụi con bấm cái số thôi. Trừ 1 phần 4, trừ 1 phần 6 nó sẽ hay hơn, đúng không nè? Còn thầy hãy tính nhẩm. Trừ 1 phần 4, trừ 1 phần 6, quy đầu mẫu số chung là 12. 4 thì thiếu 3, 6 thì thiếu 2. Như vậy là cộng lại là trừ 5 phần 10, 12 cộng K2B. Rồi tiếp tục ở dưới cũng vậy, x bằng cái này chuyển phế qua à, chúng ta sẽ thấy là 5B chia 4 à, 5B chia 4 mà trừ 1 phần 6 cũng tương tự như vậy, 4 thì thiếu 3 là 15, 6 thì thiếu 2, như vậy là 15 mà trừ 2 là 13, 13B chia cho 12 cộng K2B. Rồi chữ x mình đã trơn tru đã xong rồi, vậy mình có điểm nào đó, tới đây là dừng. Rồi bao nhiêu bạn trong lớp mình hiểu được bài này à? À, bạn nào hiểu được bài này, cách tính toán, cách bấm máy tính và cách rút gọn cuối cùng kết luận thì bấm cho thầy con số 1 cho thầy coi nè, trong tin nhắn rồi. Thầy coi những bạn nào. Rồi, Khánh Đan, Anh Thư, Duy Nam, Tuấn Minh, Thanh Quý. Rồi, giỏi quá. Các bạn đó là tốt. Rồi, Sơn Hải bấm số 2 luôn, Sơn Hải. Thầy kêu số 1 bấm số 2, Hải Triệu bấm số 0. Đó, nội mà cái việc mà thầy kêu tụi con bấm cái máy tính thôi, bấm thôi mà tụi con lại à, thầy ơi, máy 580 chuyển qua đi ăn làm sao con quên rồi. Con bấm cho thầy hình như là ship ship mode hay sao mấy đứa ơi. Ship mode hay sao á? Tại vì thầy ít dùng máy tính lắm, thầy dùng máy tính từ năm lớp 10 của thầy à mấy đứa ơi, thầy dùng máy tính từ năm học lớp 10 năm 2007 à. Là máy tính 500MS à. Thầy không có xài máy tính xịn như tụi con đâu. Tại vì thầy tính nhẩm không à. Nên hả, tụi con khi nào mà có cái máy tính đó thì thầy chỉ, chứ còn bây giờ hỏi không không như vậy thầy cũng không có rành lắm. Rồi à, mấy bạn trong lớp biết chia sẻ giùm thầy nha. Bạn bạn Hải hỏi thầy là còn K2B thì sao nè. Bạn Hải lên tiếng đi, Hải mở micro lên hỏi đi. Được quyền hỏi nè con, nhanh lên, đây là bài đầu tiên. Bấm máy chỗ nào con? Bấm máy sao con hỏi, bấm máy sao thì con hỏi bấm máy, thầy biết bấm máy chỗ nào? Không, dưới K là viết lại, K là cố định, bài nào cũng là K2B mà Hải. Chứ đâu phải bấm đâu, bấm bấm phía trước Hải ơi, bấm bấm phía trước thôi con.
cái 2π là giống như là một cái hằng số cố định đó. Hiểu không vậy ta? Ok. Rồi, tất cả các bạn hiểu rồi đúng không? Hiểu thì thầy qua nha. Rồi, như vậy bài này là ok nha cả lớp. Rồi, thầy làm thêm bài mẫu cho nhớ nè. Rồi. Rồi, tiếp bài nữa nha. Tiếp tục. 2 sin của pi chia 3 trừ 2x trừ căn 3 bằng 0. Rồi, bấm máy tính ra. Chuyển vế sin của pi chia 3 trừ 2x thì bằng căn 3 chia 2. Rồi, lưu ý quen tay, bên đây mình đang giải chữ sin nên ghi chữ sin. Rồi bấm máy tính shift sin căn 3 chia 2. Bấm máy tính shift sin căn 3 chia 2 thì cho máy tính kết quả hiện ra là pi chia 3. Tụi con thử bấm nha, thầy tính nhẩm không pi chia 3. Rồi, tới đây mình ráp công thức cho thầy. Đứng trước thì đứng trước hết, biết cho nó quen cái tay, cho nó đúng kỹ thuật, cho nó nhanh. Như cái máy vậy đó, ở trên là pi chia 3 giữ nguyên cộng K2B. Rồi, tới đây tất cả các bạn ha. Bài đầu tiên, thầy giải rất là tỉ mỉ, rất là kỹ, từ từ. Bây giờ tới bài này, thầy sẽ giải theo rút gọn bước làm một chút xíu. Tại vì tụi con đã hiểu rồi. Mình học là mình biết làm. Mình làm đúng là mình đạt được hai mức độ tốt. Còn bây giờ đi thi thì mình phải làm nhanh. Làm nhanh ở chỗ là gì? Tất cả những thao tác suy nghĩ của mình sẽ được tư duy và tính toán thật nhanh. Và việc trình bày của mình nó phải ngắn gọn lại một chút xíu. Không cần phải viết lưa thưa dài dòng mà đô ra tốn thời gian của mình. Viết đủ nhưng mà đúng, chứ không phải viết thừa mà nó mất thời gian. Như vậy ở dưới chỗ này có phải là công thức là pi trừ không tụi con? Pi trừ không? Rồi, pi trừ, chỗ này thầy rèn nha cái lớp tính cho thầy chỗ này một cái nè. Tính nhanh nè nha. Pi trừ pi chia 3. Rất đơn giản. Tụi con nhớ cho thầy nè, pi trừ pi chia 3. Kết quả là chữ pi. Lấy số 3 trừ số 1 ở trên là bằng 2, 2 pi chia 3 cho nó nhanh. Như vậy sau đó thầy giải cô nè, pi mà trừ m nhân pi chia n đi tụi con, thì kết quả sẽ là n là mẫu, pi giữ nguyên, lấy mẫu trừ tử xong. Nhớ lưu ý phía trước là chữ pi nha, phía trước chữ pi nha, tính cho nó nhanh nha tụi con. Ví dụ như nè, pi trừ 3 phần 5 pi, thì kết quả lấy 5 trừ 3 bằng 2 pi chia 5, mẫu giữ nguyên. Rồi, tất cả có hiểu cách tính nhanh của thầy chỉ không? Alo? Rồi, ai hiểu được cách tính nhanh thầy chỉ thì bấm cho thầy số 2 coi nè. Để tiết kiệm thời gian nè, không phải cái gì mình cũng bấm máy tính nên mình tốn thời gian lắm. Thì đó thầy muốn các bạn... Rồi, ok, rất là tốt, các bạn đều rất là tốt. Rồi, ok. Thằng Hải này sẽ bấm... Trời ơi, xin biết gì về ở đâu nè, bấm máy tính đấy thầy nói không nghe hả? Đúng rồi, bạn nào hỏi thầy vậy? Thầy nói rất là chậm chỗ này miết mà nãy giờ mà, bạn nào vậy? Bạn nào tên gì nói thầy nghe coi, thầy không thấy hỏi thầy không thấy tụi con hiện tên lên luôn á. Hả? Bạn nào hỏi tên gì? Anh Thư, Nguyễn Đỗ Anh Thư đúng không? Lớp phó phong trào của thầy mà phải không? bạn thân của Trần Lịch đúng không ta? Sơn Hải ơi, Sơn Hải tại sao bấm số 1 nè? Sơn Hải có vấn đề gì không? Hỏi nè. Sơn Hải ơi. Rồi, Sơn Hải nó không hỏi luôn, nó không thèm luôn. Rồi, như vậy các bạn nhớ giùm thầy chưa? Như vậy pi mà trừ pi chia 3 lấy 3 trừ 1 là 2, kết quả là 2 pi chia 3. Đó, thầy làm gọn nha, cho phép thầy làm gọn chỗ này nha. Mà thầy làm gọn thì thầy cũng đã giảng cho tụi con vì sao rồi đó. Rồi, tới đây thì mình rút gọn thôi chứ gì đâu. Rồi, tụi con nhìn nha, lưu ý, thông báo.
Trước hai có dấu gì tụi con ơi? Trước hai có dấu gì cả lớp ơi? Thầy chỉ nè. Lớp. Dấu trừ. Kết quả chỗ này thầy lưu ý một chút xíu. Chỗ thằng này sẽ là trừ K2B. Nhớ giùm thầy nha. Đó, lát đổi dấu trừ đó. Đúng không? Đúng không? Rồi, thầy giảng mẫu một bài nè. B chia 3 là trừ 2x bằng B chia 3 cộng K2B. Có phải theo được con giải á, là 2x đóng vai trò là số trừ không? Thầy đôi lúc thầy dùng cái kỹ năng cấp 1 nó hay hơn cấp 2 nha tụi con. Cấp 2 là chuyển vế đổi dấu chứ thầy dùng cấp 1 nó hay hơn. Đây là số trừ nè. Số trừ nè. Muốn tìm số trừ thì lấy số bị trừ. Số bị trừ nè. Trừ đi nguyên cái hiệu này nè. Đó, thầy là giáo viên dạy cấp 3 nhưng mà đôi lúc thầy dùng cấp 1 nó sẽ hay hơn. Nên tụi con sẽ biết, tụi con sẽ thấy thầy dạy rất là nhiều kỹ năng cho tụi con. Nếu bạn nào mà học khá tốt á nha, bạn nào còn mà có mức tư duy tốt á, bạn sẽ để ý thầy dạy rất là nhiều kỹ năng cho tụi con. Đôi lúc cấp 3 chưa chắc hay nha. Những một số cái phương pháp cấp 3 nó chưa chắc hay bằng cấp 1 nha tụi con. Ví dụ những cái bài toán mà giải hệ phương trình á, giải hệ phương trình như thế này nè, thầy dạy tụi con những kinh nghiệm nè. Đây, ví dụ như là 5 với 7 đi tụi con ha. Ví dụ thế này nè. Tụi con bấm máy tính thấy gì chứ tụi con dở mà mấy em lớp 1 á, rồi mấy em lớp 3, lớp 4 á, mấy em sẽ tính nhanh hơn. Đây có phải tìm hai số biết tổng và hiệu không? Đúng tụi con. Đó, hồi năm cấp 2 con có một cuộc học này không? Tổng và hiệu. Đôi lúc giải hệ phương trình mà mình dùng cái kỹ thuật của mấy em lớp 1 á, mình sẽ tính nhanh hơn là cấp 2, cấp 3 đó. Mà thay vì bấm máy tính đó, muốn tổng và hiệu thì đứng trước là số lớn nè, bằng tổng cộng hiệu chia đôi thì phải bằng 6, đúng không? Ở số bé là tổng trừ, lấy tổng trừ hiệu chia đôi là bằng 1, xong đáp án là A bằng 6, B bằng 1, nhanh hơn không? Thay vì tôi có bấm máy tính hệ phương trình. Đúng không mấy bạn? Alo. À, như vậy đôi lúc á, đôi lúc có một số bài toán mà tìm hiệu tỷ hoặc là tổng tỷ, tụi con thấy không? Hồi năm cấp 1 thấy không? Tìm tổng số phần bằng nhau hay hiệu số phần bằng nhau rồi chia ra mỗi phần bao nhiêu á, nó sẽ làm nhanh hơn là giải hệ phương trình. Thay vì mình giải hệ phương trình là A cộng B bằng 8 rồi A chia B bằng 3 đi. Đó, tìm A với B thì mình thấy không? A với B mình có 4 phần, mỗi phần là 2, như vậy A 3 phần là 6, B là 2, xong hết. Thấy chưa? Đơn giản. Đó, đó, thầy sẽ chỉ được con thêm một số kỹ năng. Những bạn nào trong lớp mình mà thầy phát hiện được là có tố chất học tốt và thầy sẽ dạy được con nhiều kỹ năng xử lý tốt hơn. Còn hiển nhiên đây là mặt bằng chung. Các bạn trong lớp thì thầy sẽ dạy theo kiểu mặt bằng chung. Do đó, tụi con lưu ý cho thầy ha. Như vậy nè, thầy chuyển vế vai nè, tìm số trừ thì bằng số bị trừ, trừ đi hiệu, trừ đi hiệu. Như vậy trừ đi hiệu thì đổi dấu nè. Như vậy b chia 3 trừ b chia 3 là hết. Như vậy đáp án là 2x bằng trừ k2b. Và số này thầy rút gọn luôn, thầy làm cái nào xong cái đó luôn đi, bằng trừ kb vì thầy phải chia cho 2. Alo, cả lớp ơi, tới đây hiểu không nè các bạn ơi? Bạn nào nói chuyện với thầy vậy? Thầy không biết tên. Tên gì con? Tên gì? Vũ Hoàng Nam. Hả? Dạ, Duy Nam. Rồi, cảm ơn con Duy Nam. Rồi, tiếp tục. 2x thì thầy cũng tương tự như vậy. Thầy lấy bi chia 3. Thầy trừ 2bi chia 3 thì ra trừ bi chia 3. Cái này cho phép thầy tính nhẩm nha. Tụi con bấm máy tính đi cũng được. Tùy tụi con. Muốn tính nhanh giống thầy càng tốt, không bấm máy tính nha. Rồi như vậy thầy chia cho 2 luôn, như vậy là trừ bi chia 6 trừ kb. Rồi thầy đã xong kết quả rồi đó. Rồi tiếp bài vào các bạn ơi. Dạng này tại sao thầy cho giống như dạng trước tụi con? Vì thầy đang bao đề cho tụi con về tất cả các kỹ năng tính toán. Đối với bài trước nó cũng y chang bài này thôi, nhưng mà x của thầy mang hệ số dương. X của thầy mang hệ số dương, tụi con thấy không? Thầy đang bao đề cho mấy đứa đó. Để ý cách dạy của thầy nha. Nhưng mà đối với bài này, x của thầy mang hệ số gì tụi con ơi? Mang hệ số âm. Như vậy hệ số dương thì trước K2B là số dương. Mà hệ số âm thì trước K2B là số âm nha tụi con. Đó, lưu ý với thầy nha. Đây là kinh nghiệm để mình kiểm tra. Ví dụ như thầy chấm bài tụi con, thầy nói tụi con nghe nè. Thầy chấm bài tụi con, thầy chấm bài nhanh lắm. Yên tâm, giờ bữa mấy đứa học thầy hôm nay sáng sáng học, chiều có tiết là phát bài liền à. Thầy chỉ cần nhìn vô tụi con mà viết cái này là thầy cho đề là trừ 2x mà xuống đây con dấu cộng đây là hết bài hỏi chấm xong. Sướng. Một là tụi con trọn điểm. Dù như 5 câu mỗi câu 2 điểm 10 điểm, tụi con điểm là điểm chẵn thôi, là 2 4 6 8 10 thôi, không có điểm lẻ lẻ đâu. Thầy sẽ nhìn vô là một đúng hết, hai là sai hết.
Nên là con lưu ý cho thầy nha. Những cái mẹo thầy chỉ tụi con là nhìn vô là biết đúng hay sai liền à. Rồi. Alo, xong chưa cả lớp ơi? Các bạn xong chưa? Các ai xong chưa? Các ai chưa xong không? Rồi, thầy qua bài tiếp theo nha. Không nói gì thầy qua bài tiếp theo. Rồi. 3 sin 2x cộng 1 bằng 0. Chuyển vế qua. Sin 2x sẽ bằng -1/3. Rồi. Tất cả bấm máy tính cho thầy nhận xét coi các bạn ơi. Rồi, bắt đầu. Dùng LT. Đúng rồi, ai bạn nào nói đó? À, Khánh Đan. Rồi, các bạn ha, bấm máy tính ra như thế nào Khánh Đan? Đâu đâu phải là bảng số trừ, nó ra số vô tỉ, nó ra số hợp phân, đúng không con? Chứ nó không ra những cái function, không ra những cái số đẹp như bi chia 3, bi chia 4, bi chia 6, bi chia 2, vân vân. Nó ra số hợp phân, rồi là số vô tỉ. Thì đây là một dạng thầy sĩ nói được con về cách trình bày, chứ thật ra nó chẳng có gì gọi là về kiến thức cao cả. Và chúng ta sẽ nhớ cho thầy, nếu chúng ta bấm máy tính ra mà ra số thập phân, bấm máy tính ra mà ra số thập phân, thì chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ dùng ký hiệu như sau. 2x vẫn đảm bảo là cho phía trước, nhưng ở phía sau bây giờ mình không thể ghi một ký hiệu gì nữa, mà thay bằng một ký hiệu mới. ARC gọi là chữ A. Mà ARC thì giống như trong máy tính của chúng ta là ký hiệu bấm chữ shift. Máy tính thì thể hiện là chữ shift, nhưng mà ký hiệu trong trình bày toán học là ARC của chữ sin. Mà bấm sao bấm vậy nè, arc sin là shift sin đó, của bao nhiêu, của -1/3. Rồi, cái này co giống như là cái góc đẹp vậy đó, cho con thấy không? Và đuôi cố định là K2B. Và ở dưới này là bi trừ ARC sin của -1/3 cộng K2B. Rồi, như vậy chúng ta sẽ kết luận bằng cách chia cho 2 thì mình đang tìm chữ x. Vậy chia cho 2 là 1/2 ARC sin của -1/3 cộng 2. Tương tự x chỗ này là bi chia 2, bi chia 2 -1/2 ARC sin của -1/3 cộng KB. Rồi, con chép bài vào cho thầy nha. Rồi thầy nghe, bạn nào nè, tất cả con lớp ơi, cả lớp ơi, vì thầy đang dạy trên cái phần mềm này là thầy không có biết tụi con ai phát biểu cả. Cho đó thầy dặn các bạn, phát biểu giới thiệu tên trước cho thầy nha, con tên là gì đó, rồi hỏi, được chưa? Rồi, tiếp tục đi con. Con mà alpha thì con phải thay thế là đặt -1/3 bằng sin alpha, được chưa con? Con tên gì? Con tên gì? Đông Quân. Thì trình bày như sau, đặt sin alpha bằng -1/3, ta có 2x sẽ bằng alpha cộng k2b, 2x bằng b trừ alpha cộng k2b, rồi tiếp tục, ok chưa? Chúng ta có hai cách trình bày, cách nào cũng được hết, miễn làm sao chúng ta làm đúng chuẩn, đúng phương pháp trình bày, chứ đừng có làm mà không có kê khai mà cứ viết vô là thầy trừ điểm đó. Làm cái gì cũng vậy, để cho người ta chấp nhận mình thì mình phải làm sao cho nó đúng thứ tự các bước. Chứ tụi con tự nhiên ghi vô 2x bằng alpha cộng k2b, không có chỗ này là thầy không cho điểm rồi đó. Ok chưa các bạn? Thầy đang nói chuyện với bạn nào vậy ta? Mà bạn nó sao không trả lời lại thầy? Đó là tụi con đang đối thoại với thầy đang nói chuyện với tụi con, thì ít nhất tụi con phải có một kết thúc cho thầy biết.
chứ đừng có im nha, đó là phép lịch sự đó. Rồi, ok nha các bạn ơi. Rồi, tiếp tục nha. Hết giờ rồi, nên thầy nói nhanh cái này cái luôn. Rồi, như vậy thầy đã bao được con xong hết tất cả tất tần tật về hàm lượng giác đối với chữ sin rồi đó, phương trình sin rồi đó. Thì bây giờ chúng ta tiếp tục với một cái phần cuối cùng, đó là 3 sin 2x cộng 5 bằng 0. Khi tụi con bấm máy tính ra, sin 2x sẽ bằng trừ 5 phần 3. Thì trên màn hình máy tính sẽ hiện là mắc error. Như vậy mình ghi kết cũng là phương trình vô nghiệm. Rồi, thầy bao hết tụi con những trường hợp nghiệm đẹp. Nghiệm đẹp chữ x mang hệ số dương, nghiệm đẹp nghĩa x mang hệ số âm. Khi kết luận K2B dương, K2B âm tùy vào phụ thuộc vào hệ số của chữ x. Nghiệm xấu dùng chữ ạc và vô nghiệm đối với những trường hợp mà chúng ta bấm máy tính ra mắc error. Rồi, như vậy bài học hôm nay chúng ta đã xong được các phần cơ bản về công thức nghiệm của phương trình trường sin là fx bằng gx cộng K2B và fx bằng b trừ gx cộng K2B. Và chúng ta lưu ý để áp dụng phương trình sin cơ bản này thì chúng ta phải có những điều kiện thầy đã nói, và bữa sau thầy sẽ cho chúng ta những bài tập nâng cao hơn từ cái phương trình sin này mà không dừng ở những bài toán cơ bản nữa, vì hôm nay cơ bản đã kết thúc dành cho mặt bằng chung của cả lớp. Bữa sau thầy sẽ dạy chúng ta những bài tập nâng cao hơn một chút xíu. Rồi, thầy chào cả lớp nha.